Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân ngày 6 tháng 11 để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trong đó trận gặp đội Iraq sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và khu liên hợp thể thao quốc gia đã ký hợp đồng thuê sân với giá 800 triệu đồng. Theo đề án sử dụng tài sản công của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, khu liên hợp, đơn vị này đưa ra các mức giá cho thuê các hạng mục tại khu liên hợp. Cụ thể, cho thuê sân Mỹ Đình để tổ chức thi đấu đá giao hữu các trận giải bóng đá quốc tế, giải mời quốc tế với giá từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trận, không bao gồm các buổi làm quen sân với các giải trong nước và các trận giao hữu trong nước có giá 120 triệu đồng trận. Cho thuê sân Mỹ Đình tổ chức các sự kiện ca nhạc, hội nghị khách hàng từ khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Các khung giá được niêm yết tại trụ sở khu liên hợp, đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin của đơn vị, trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính, hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Sau khi tiến hành đàm phán, VFF và khu liên hợp đã thống nhất giá thuê sân Mỹ Đình cho trận đội tuyển Việt Nam gặp đội Iraq vòng loại thứ hai World Cup 2026 có giá 800 triệu đồng. Xin được nhắc lại, khu liên hợp là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên. Do đó, việc cho thuê sân được cấp có thẩm quyền cho phép. Điều đáng lưu ý, số tiền 800 triệu đồng được nhận từ đơn vị đến thuê sân, khu liên hợp sẽ chi trả 300 triệu đồng tiền thuế đất. Vì theo luật khai thác tài sản công, đơn vị có tài sản công được phép cho kinh doanh sẽ phải nộp tiền thuế đất chiếm 37,5% trong tổng số tiền cho thuê. Nếu ngành thể thao như Bộ Văn hóa Thể thao Đi Lịch hay Cục Thể dục Thể thao đứng ra tổ chức sự kiện, tổ chức trận đấu bóng đá thì khu liên hợp không phải đóng khoản thuế đất này. Còn trong trường hợp cụ thể ở đây, đơn vị thuê sân là VFF tổ chức xã hội nghề nghiệp nên khu liên hợp phải đóng thuế đất. Ngoài ra, khu liên hợp sẽ phải trích 8% từ số tiền 800 triệu là 64 triệu đồng để trả tiền nợ xấu. Hiện khu liên hợp nợ thuế lên đến hơn 895 tỷ đồng, không có khả năng chi trả. Trích 10% thuế giá trị gia tăng, 80 triệu đồng. Khu liên hợp còn phải trích 10% tiền khấu hao tài sản, nộp lại cho nhà nước, 80 triệu đồng. Chi trả tiền điện nước, 160 triệu đồng, tiền chăm sóc mặt cỏ, ít nhất 50-100 triệu đồng, tiền vệ sinh, tiền công cho cán bộ, công nhân phục vụ trận đấu. Khu liên hợp sẽ lãi ít, khoảng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng cho mỗi trận đấu như trên.